Nhưng cho mẹ hỏi, nếu Huyền Diệu yêu con, tại sao cô ta không cho con một cơ hội? Con yêu cô ta đến phát điên phát dại, mọi người ở đây đều biết, riêng cô ta thì làm ngơ. Vậy mà là yêu à? Cô ấy không còn tin con nữa mẹ. Sau tất cả những gì con làm đối với cô ấy, nhưng sau những phản kháng đó, con hiểu ra, con ngộ ra và con đã thay đổi. Mẹ tin con đi, con trai của mẹ bây giờ trở thành một người tử tế hơn, sống đàng hoàng hơn. Chứ con không còn là một ăn đông mà trước đây lúc nào cũng là người độc đoán, ngang tàn, kiêu hãnh. Sau tất cả những sóng gió vừa qua, Huyền Diệu đã lột xác. Con cũng mừng cho cô ấy. Mẹ thấy con đang tự hành xác mình đấy. Chào mấy người đẹp đột xuất. Ủa, gì vắng tanh giống như là đêm 30 Tết vậy trời. À, xin lỗi nha, cứ coi như là chưa nói gì hết. Tôi biến đây. Tôi biến đây. Ủa, hình như là công ty có chuyện gì hả? Tôi đang phải thấy một gương mặt buồn bã hiếm có. Còn phải hỏi nữa à? Chắc có lẽ là sức chịu đựng của em cũng có giới hạn. Anh xin lỗi đã đối xử tệ với em. Thôi, đừng buồn vì anh nữa. Anh nằm mơ à? Tôi chẳng bao giờ phải buồn, phải khóc vì anh cả. Rồi, vậy thì ai? Hả? Ai được cái diễm phúc được thừa hưởng cái gương mặt nặng như cái thớt thấm nước này? Vì Huyền Diệu đấy, anh hiểu không? Vì Huyền Diệu đê, hiểu không? Dối lòng vì anh phải không? Tôi đã bảo là anh đừng có đùa nữa nhá. Huyền Diệu sẽ rời công ty ngay ngày hôm nay, anh xem đi. Đây là đơn xin thôi việc của cô ấy và cô ấy sẽ gửi đi ngay bây giờ đấy. Huyền Diệu rời khỏi công ty à? Chứ sao? Sao cô ấy phải làm như vậy ta? Để anh xem. Nào, đừng có xem. Anh không thấy đây là chuyện bí mật à? Bí mật mà photo một đống vậy hả? Để anh coi. Không được, em đã nói đây là cái tối mật, anh không được xem. Chỉ có những người trong hội đồng quản trị mới được xem thôi. Sao Huyền Diệu lại bỏ công ty lúc này ta? Tôi bỏ tụi mình ở đây luôn à? Ai bỏ đi không sao nha, mà Huyền Diệu bỏ đi là có chuyện liền á nha. Nó sao kỳ á, lúc xấu xí không bỏ đi, lúc xinh đẹp lại bỏ đi là sao? Không, ý anh muốn nói là bây giờ ai bỏ đi cũng được hết trơn á, mà Huyền Diệu bỏ đi là tình hình sẽ rất là xấu. Bây giờ chỉ còn một đám nhân viên hoàng lưỡng quẩn ở đây. Chẳng lẽ giải tán công ty à? Chào chị. Chào chị Mai Lan. Sao trông mặt hai người buồn thế? Có chuyện gì vậy? Đúng rồi, buồn, rất buồn. Một tin buồn khủng khiếp. Chuyện gì? Tốt nhất là chị đọc đi. Huyền Diệu đâu? Dạ, cô ấy trong văn phòng ạ. Nói với Huyền Diệu là tôi đợi trong phòng họp nha. Dạ. Trời ơi, Huyền Diệu ơi, mình không thể nào tưởng tượng nổi là làm sao bạn có thể lạnh lùng và cứng rắn trong cái trường hợp đó, đúng không? Trời ơi, nếu là mình á hả, mình sẽ tan chảy thành nước luôn. Ôi, vậy mới là tình yêu chứ. Suốt cuộc đời tôi hả, thiệt tôi chưa bao giờ, mà tôi nghĩ tôi cũng không bao giờ có một cái người nào mà yêu tôi được như vậy hết trơn. Nè, mọi người đừng có nghĩ là sếp Đông á là bộ tán tỉnh nha. Sếp Đông yêu thật lòng á. Không có chuyện đó đâu chị Tâm ạ. Quá muộn để nghĩ lại những chuyện này. Em không muốn mình rơi vào vòng xoáy của trò chơi mới của anh ấy nữa. Em không muốn mình biến thành một con ngốc. Dù anh ấy đã lấy lòng được mẹ em, đã làm cho mẹ em siêu lòng, nhưng mà mọi việc em đã quyết định rồi. Diệu à, không lẽ cho sếp Đông một cơ hội mà khó vậy sao em? Có phải lỗi do em đâu. Nếu mọi người rơi vào hoàn cảnh của em thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Em luôn không muốn trao cuộc đời của mình cho một người đàn ông như vậy. Không phải anh ấy muốn gì cũng đều có thể cả. Em cũng không quên những gì anh ấy đã gây ra cho em. Vì thế, em muốn càng nhanh càng tốt rời khỏi công ty. Những điều của anh ấy làm ảnh hưởng tới em rất là nhiều. Em không muốn mình biến thành miếng mồi ngon. Cho em muốn cắn xé thế nào thì cắn. Huyền Diệu à, chị Mai Lan muốn nói chuyện với cậu á. Chị ấy đang trong phòng họp á. Vậy à, hẹn gặp mọi người, nói chuyện sau nhá. Diệu à, hãy suy nghĩ kỹ những lời chị nói với em. Chị à, em nghĩ suốt cả đêm rồi. Không có gì để nghĩ nữa. Không còn thời gian nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi.
Vâng, con cũng vừa mới nhận được quyết định từ chức của cô ấy. Ngay bây giờ con sẽ nói chuyện với Huyền Diệu. Con có nói chuyện với anh Đăng Dương rồi, lát nữa anh ấy sẽ tới đây. Thôi để con gọi điện lại cho bác sau nhé. Vâng, con chào bác. Chị Mai Lan, chị cần gặp tôi à? Mời cô ngồi. Lá đơn này là thế nào? Đúng như những gì chị đọc đấy. Tôi sẽ rời khỏi SBPT. Tôi biết là cô sẽ rời đi. Nhưng mà tôi không hề nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra gấp gáp và bất ngờ như vậy. Bởi vì theo như tôi biết thì cô đã từng hứa với cả cái công ty này là cô sẽ chỉ rời khỏi đây khi mà mọi chuyện trở lại bình thường và công ty đi vào hoạt động ổn định. Nhưng theo như tôi biết thì những điều kiện để cô đi vẫn chưa thể gọi là chín muồi được. Cho nên đây không phải là lúc để cô ra đi. Chị Mai Lan à, tôi nhắc lại cho chị nhớ. Tôi đảm nhận chức tổng giám đốc này là bởi vì mọi người muốn như vậy. Tôi buộc phải chấp hành một cách bất đắc dĩ và không dễ dàng chút nào. Nhưng rất tiếc là sức chịu đựng của tôi quá giới hạn rồi. Tôi đã cố gắng hết sức những gì mình có thể để cho hoạt động của công ty trở lại bình thường. Và tôi nghĩ trong thời gian còn lại chúng ta sẽ giải quyết những tồn đọng. Đã đến lúc tôi phải nghĩ cho bản thân mình và tôi có quyền như vậy. Bởi vậy, tôi mới yêu cầu chị mở cuộc họp của ban giám đốc để bầu tổng giám đốc mới. Vì tôi sẽ ra đi. Bác Anh Thi hiện nay không có ở công ty. Và cô thì đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh hết sức bất ngờ ngoài dự tính. Vậy cô nghĩ là chúng tôi sẽ làm gì đối với các ngân hàng và các chủ nợ nếu như họ biết là cô đã từ chức? Tôi rất xin lỗi. Tổng giám đốc mới sẽ phải đối mặt với những chuyện đó. Hình như sớm hay muộn cô cũng tìm cách để trả thù chúng tôi thì phải. Chị à, tại sao chị cứ nghĩ như vậy? Nếu tôi tìm cách trả thù thì tôi đã nghĩ cách khác rồi. Chứ không phải đợi lúc công ty đang tốt dần lên như vậy cả. Và tôi cũng không thể nào rời bỏ cái chức tổng giám đốc cũng như chiếc ghế tôi đang ngồi đâu chị ạ. Thì tại sao cô lại rời bỏ đây? Tại sao? Bởi vì tôi không muốn ở đây một ngày nào nữa. Đó không phải là lý do. Đó là lý do duy nhất mà tôi có thể nói cho chị biết. Nhưng rõ ràng cô không thể trả lời lý do đó trước hội đồng quản trị. Tôi có những lý do và những quyết định riêng và không nhất thiết phải kể với ai cả. Riêng, riêng tư. Vậy An Đông có liên quan đến quyết định riêng tư của cô không? Chị Mai Lan à, nếu chị nói như vậy thì tôi nghĩ chị sẽ là người cuối cùng được tôi thông báo quyết định đó. Tôi chỉ nhắc lại một điều là sự tôn trọng. Tôi đã giữ đúng lời hứa là không có bất cứ quan hệ nào với anh An Đông và tôi đã giữ đúng lời hứa đó. Và điều đó làm cho cô rất khổ sở. Bởi vì không, cô không được ở gần An Đông. Không, không phải như vậy. Mà tôi đang cố sức để tránh sự đeo đuổi của anh ấy đấy chị ạ. À, thôi xin lỗi chị. Tôi đang bận việc. Tôi đi làm việc đây. Huyền Diệu đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình rồi. Sếp An Đông hết cửa rồi, chẳng có hy vọng gì nữa đâu. Bây giờ tụi mình phải nghĩ như thế nào đó khi mà anh An Đông vẫn còn yêu và quan tâm tới Huyền Diệu. Chuyện này là khó đó. Tại vì Huyền Diệu là một đứa rất là cứng đầu và nó rất có cá tính. Nó đã nói là nó không muốn cái nhóm tụi mình tham gia vào bất cứ cái chuyện gì mà có liên quan đến anh An Đông, đúng không? Thì bây giờ làm sao để mình nói cho nó biết là giữa An Đông và cái cô Hồng Kông gì đó là không có cái quan hệ gì với nhau hết. Mà tôi nghĩ cái chính á, là những cái thông tin mà giữa anh Mạnh với anh An Đông trao đổi với nhau. Đó, cái đó mới là quan trọng. Nếu như mình hiểu và biết được thì có thể mọi chuyện sẽ thay đổi. Thấy chưa, chị nói không có gì hết, mấy đứa không có tin. Rồi bây giờ làm sao cho phải đây? Nghĩ đi, mỗi đứa nghĩ một cách đi. Sếp. Sếp anh An Đông. Em nghĩ chuyện này không hay ho nhưng mà em nghĩ anh cũng nên biết ạ. Chuyện gì vậy? Anh cứ đọc đi ạ. Vậy là sao? Chuyện này thì sếp phải trực tiếp gặp Huyền Diệu chứ tụi tôi cũng đâu có biết gì đâu. Huyền Diệu còn trong đó không? Dạ, cô ấy trong phòng họp đang nói chuyện với chị Mai Lan. Không biết hai người nói chuyện gì. Anh cứ vào đó đi ạ. Rồi, cảm ơn. Có Huyền Diệu trong đó không em? Huyền Diệu đang ở trong văn phòng. Anh làm gì để cho cô ta vứt cả cái công ty này vào mặt mọi người vậy? Anh cũng muốn gặp Huyền Diệu để hỏi chuyện đó đi. Thì anh hãy cố gắng lên. Mọi người sẽ đánh giá rất cao nỗ lực của anh đấy. Em yên tâm, anh giải quyết chuyện này. Mà cô ta rất giỏi,
rất giỏi, biết cách làm cho mọi người thất vọng và phải chạy theo cô ấy. Anh có nghĩ là đã đến lúc anh với Dương cờ trắng đầu hàng cô ta chưa? Bây giờ những gì cô ta muốn là một lời van xin tha thứ của anh đấy. Em cũng thấy anh cần làm việc này à? Như vậy thì hôm nay là thời hạn cuối cùng, còn nếu không thì không bao giờ. Mời vào. Như vậy là sao hả Quỳ Diệu? Tối qua em đã nói với anh rồi mà. Em thù anh đến như vậy đó hả? Em sợ anh lắm phải không? Em cũng không thèm gặp mặt anh ở hành lang nữa. Em sợ lắm đúng không? Quỳ Diệu à, đáng lẽ em không nên làm việc này. Cho dù em có gửi lá thư này đến toàn thể ban giám đốc thì anh cũng không chấp nhận nó đâu. Em nghe anh nói nè, em đừng lo. Anh không có xin em bất cứ một điều gì nữa đâu. Em không có xin em một cơ hội nào nữa đâu, cho nên em đừng có lo lắng. Anh biết quyết định của em chứ. Nhưng đáng lẽ ra chuyện này em chỉ quyết định với một mình anh thôi. Còn công ty này có lỗi gì? Nó có lỗi gì với em không? Thôi được, để công ty này khỏi liên lụy đấy, anh sẽ đi. Ngay ngày mai thôi anh sẽ rời khỏi chỗ này nha. Còn em á, em hãy bình thản, em quay trở lại em làm việc đi. Vì công ty này nó liên quan tới rất là nhiều người, nhiều con người ở công ty này lắm, trong đó có bạn bè của em nữa. Ngay ngày mai thôi, anh sẽ biến mất, không bao giờ để cho em thấy mặt anh đâu. Anh sẽ không bao giờ gọi điện, email hay là làm phiền em bất cứ ở đâu. Em có thể tự do tung tăng đi ngoài đường phố, em có thể đi qua phòng ban, em có thể ra hành lang, em có thể lên trên, xuống dưới hay ra xưởng, bất cứ chỗ nào, không cần phải lo lắng gặp mặt anh nữa. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đâu hết. Em có thể tự do tiếp xúc bạn bè, tự do nói chuyện vui tư thoải mái. Em yên tâm đi, vì cái người mà em nói chuyện á không phải là tình cờ em gặp anh nữa đâu. Hoàn toàn em yên tâm, anh thề với em luôn. Bằng tất cả những danh dự, sự tôn trọng và sự bình yên của em cũng như công ty này, anh sẽ không bao giờ làm phiền em. Đây là lời nói cuối cùng anh nói với em. Quỳ Diệu à, một lần nữa, anh rất xin lỗi em về tất cả những gì anh đã gây cho em. Đây là những lời nói cuối cùng của anh. Vĩnh biệt em. Con cầu xin trời Phật phù hộ cho anh An Đông thuyết phục được Quyền Diệu ở lại công ty. Tụi con không thể nào để mất Quyền Diệu được. Cô Sang à, liên hệ với công ty World Travel giùm tôi. Sếp. World Travel như là công ty du lịch mà sếp. Đúng rồi. Ủa vậy là sếp định đi du lịch hả? Tôi muốn đi đâu đó một thời gian, nhưng yên tâm đi, Quyền Diệu sẽ ở lại SBPT. Trời đất, sếp định bỏ tụi em thiệt hả sếp? Nếu tôi không đi á thì Quyền Diệu không hoàn thành công việc ở đây được. Cô ấy không yên tâm, bởi vì tôi là một chướng ngại vật đối với cô ấy. Sếp ơi, sếp đừng có hành hạ bản thân mình như vậy, tội lỗi lắm sếp. Sếp à, tại sao sếp đầu hàng sớm như vậy? Chứ không phải chính miệng sếp đã nói là sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nhất quyết không cho Quyền Diệu ra đi hay sao? Chị Tâm à, tôi đã làm hết khả năng của tôi rồi. Tôi còn làm gì nữa, thật sự là tôi bị bất lực. Tôi cũng đã năn nỉ gian xin cô ấy, và tôi cũng đã nói với cô ấy rằng chúng ta đang rất cần và rất mong cô ấy ở lại công ty này. Tôi cũng bỏ qua ngượng ngùng kiêu hãnh sĩ diện của tôi, theo cô ấy khắp tất cả mọi nơi để ngăn cô ấy không có cuộc gặp gỡ với cô ấy và anh chàng Việt Kiều kia. Tôi cũng đến nhà gặp gỡ mẹ của cô ấy để dành sự thông cảm và hiểu hơn. Nhưng kết quả là gì? Là một bức thư xin từ chức. Chị nói thử coi, tôi còn làm cái gì nữa? Tôi thấy rằng càng theo đuổi cô ấy thì mọi việc trở nên rối rắm hơn mà thôi. Niềm tin của tôi cũng đã cạn kiệt, sức lực cũng đã cạn kiệt hết rồi chị ạ. Cô Sang, liên hệ giùm tôi đi. Rồi sếp sẽ đi đâu? Tôi chưa biết nữa, công ty du lịch sẽ tư vấn cho tôi. Chắc có lẽ tôi đi đâu đó xa, Nam Cực chẳng hạn. Càng xa Quyền Diệu thì tốt cho cô ấy và SBPT. Rồi sau đó thì sao? Không lẽ sếp tính đi du lịch cả đời? Tôi đi đâu đó nửa năm thôi. Trong thời gian này chắc có lẽ là tôi tìm công việc khác. Nhưng mà các chị yên tâm đi, tôi cũng sẽ sử dụng thời gian có ích. Cảm ơn. Mới đầu tôi ghét ông dễ sợ, bây giờ nghĩ hả, tôi hiểu ông, tôi thấy ông còn đau đớn hơn Quyền Diệu nữa. Bây giờ tôi thương ông còn hơn là Quyền Diệu nữa. Ông đi khỏi công ty này tôi buồn lắm. Thanh ơi, đừng có tuyệt vọng. Tụi mình phải tìm cách ngăn chặn lại tất cả sự sụp đổ này lại. Hương à, cậu giúp tớ đi, bao nhiêu là giấy tờ đây này? Thôi cậu để yên,
Cả nhóm đang muốn nói chuyện với cậu. Này, tớ xin cậu đấy, đừng có bàn ra tán vào nữa nhé, tớ đã quyết rồi. Nhưng mà anh ông sẽ bỏ đi thật xa để cho khuất mắt cậu rồi cơ mà. Đó là việc của anh ấy, tớ đi là việc của tớ, chả có liên quan gì đến nhau cả. Thôi các chị ơi, em xin các chị đấy, đừng nói tới nói lui việc này nữa được không vậy? Em quyết rồi. Từ từ đã Diệu, hãy nghe tụi chị nói đi, vì đây là lần cuối cùng cả nhóm nói chuyện với em. Dù cho sau này em không nhìn mặt tụi chị nữa cũng được nữa, nhưng mà bữa nay em phải nghe cái đã. Dạ, sếp An Đông bên em muốn nhờ công ty chị tư vấn về một số tour du lịch đó ạ. Dạ, em sẽ nối máy cho chị để chị nói chuyện trực tiếp với ảnh nha. Dạ, chị đợi chút. Sếp ơi, em đã nối máy với bên du lịch rồi, anh nói chuyện với họ nha. Dạ, dạ không có gì đâu ạ. Ôi, chào bác ạ. Chào cô dạ. Có khỏe không? Dạ, cháu khỏe. Ủa, Mai Lan đâu? Dạ, chị Mai Lan đang ở trong văn phòng ạ. À, thế còn anh Đông? Dạ, sếp cũng đang ở trong văn phòng ạ. Xong chưa cô Sen? Dạ, em đã cho hết những giấy tờ anh dặn vào trong phong bì rồi. Bác gái vừa mới tới và đang ở trong văn phòng của Mai Lan á. Ủa thế anh đã đặt chỗ được chưa ạ? Nhớ gửi cho mọi người càng sớm càng tốt, gửi cho Quyền Diệu. Dạ, em biết rồi ạ. Ừ, cảm ơn. Con à, không thể nào để chuyện này xảy ra được. Thật là kinh khủng. Cái này nó chả nói lên đi điều gì cả, ngoài việc thỏa mãn cái tôi rất ích kỷ của cô ta. Bác rất lo. Nếu bác trai mà biết chuyện này thì bác sẽ suy sụp lắm. Bởi vì đối với bác ấy lo cho SBBT còn hơn là lo cho cuộc sống của chính bản thân bác ấy. Con hiểu. Không, không thể nào để cho cô ta làm việc này được. Bởi vì nói gì thì nói, cũng phải thừa nhận là cô ta rất biết điều hành công việc. Nếu bây giờ cô ta từ chức mà chúng ta tìm được một người có năng lực để thay thế thì nói thật, bác cũng chả tiếc gì cô ta đâu. Nhưng con rất sợ người lên thay thế là anh Đăng Dương, vì con biết là anh ấy sẽ bán hết tất cả và giải tán SPPT. Bác, con định như thế này bác xem có được không nhá. Con nghĩ là đã đến lúc để cho anh An Đông quay trở lại với vị trí tổng giám đốc của mình. Con biết là anh ấy có đủ khả năng để đảm đương mọi trọng trách khi Huyền Diệu không có mặt ở đây. Bác thấy không, sau bao nhiêu sai lầm, chắc chắn là anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với lại, anh ấy cũng yêu SPPT chẳng kém gì bác Khăn Thi và ba của con cả. Nhưng mà biết không, có một điều khó khăn nhất là anh ấy đang rất đau khổ với chuyện của Huyền Diệu và chuyện cô ta bỏ đi. Theo như con biết, anh ấy còn van xin khẩn khoản cô ta ở lại, nhưng cô ta thì nhất khoát là cô ta không tha thứ cho anh ấy. Bác rất mừng nếu An Đông đồng ý quay trở lại chức tổng giám đốc. Nếu mà nó còn vì đau đớn vì những chuyện đã qua thì chúng ta sẽ từ từ khuyên nó, làm cho nó quên đi. Thế nhưng mà bác nghĩ rằng cái đề nghị này sẽ rất khó được thông qua. Đăng Dương sẽ chả bao giờ đồng ý đâu. Con chẳng trông chờ gì vào sự ủng hộ của anh Đăng Dương cả. Chỉ cần bác ủng hộ con là được rồi. Trời ơi, vui quá. Lâu lắm rồi em mới có được cái cảm giác như này á. Thấy Phương Trinh vui anh cũng vui nữa. À, hay làm gì đi. À, mỗi ngày á, anh đến anh đưa Phương Trinh đi làm ha. Vậy Phương hả? Trinh chở anh giống như nè. À, cứ coi như là xe của Phương Trinh đi, còn anh thì là người đi nhờ, được không? Là cứ coi như xe của em đi. Em muốn lấy lúc nào cũng được, em muốn sử dụng lúc nào cũng được, đúng không? Ừ. Thế tối nay cho em mượn nha. Tại vì tối nay có một người bạn mời em đi ăn ở nhà hàng á. Nhưng mà đi taxi thì tốn kém quá. Anh cho em mượn xe này đi rồi à, ngày mai em trả lại cho anh nha. Gì được không? Trời ơi, phiền quá à. Thấy không?
Vậy mà cũng nói với em á là thôi cái coi cái xe này giống như là xe của em đi, em muốn đi lúc nào thì em đi, em muốn sử dụng lúc nào thì em sử dụng. Rồi cái bây giờ em mượn cái thì anh ầm ờ vậy đó. Thôi mệt quá em không tin anh đâu, thôi khỏi đi. Ok thôi được rồi, anh có nói gì đâu. Bây giờ nếu mà Phương Trinh muốn vậy thì cứ giữ đi, cứ đi xe thoải mái đi, rồi có gì ngày mai rồi trả lại cho anh. Thật không? Hứa đi. Ờ thế chứ, trời như vậy mới dễ thương, như vậy mới tốt chứ. Nào em hung thưởng cho một cái. Hai người lãng mạn quá nhỉ. Bây giờ đường phố thành công viên hết rồi, chỉ thiếu một cái ghế đá là trở thành giường ngủ thôi. Ờ anh Đăng Dương, anh tới hồi nào về em không biết. Chính vì không biết nên tôi mới suýt được chứng kiến cảnh hai người yêu nhau, hôn nhau giữa đường như thế. Còn anh định biếu không cho cô ta cái xe đấy à? Anh Đăng Dương à, anh đừng có chen vào chuyện của người khác như vậy. Em với anh ta có chuyện gì đâu mà romantic với lại lãng mạn. Đơn giản là tại vì Linh Lâm muốn bán lại cho em cái xe này thế thôi. Phải không Linh Lâm? Thôi là được rồi. Bây giờ chuyện thì cứ tạm bàn như vậy đi nha. Anh đi lên văn phòng trước đi, rồi chút xíu tôi lên tôi nói chuyện với anh. Đi. Trời ơi, đi. Anh đi nha. Thấy chưa, tôi đã nói với anh mà, tôi sẽ lấy lại cái xe này bằng mọi cách. Chúc mừng. Nhưng cô sẽ trả bằng gì vậy? Tiền thì tất nhiên là cô không có rồi. À, hình như tôi hỏi một câu hơi ngớ ngẩn đúng không? Phải hỏi như thế này chứ. Cô sẽ mất bao nhiêu đêm để trả được hết số nợ? Là anh Đăng Dương ạ, đã bao nhiêu lần tôi nói với anh rồi là anh đừng có nói chuyện một cái kiểu thô lỗ như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi á sẽ không bao giờ giống như những cái loại đàn bà rác rưởi và rẻ tiền mà anh đã sử dụng. Và kể cả anh có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ có được một người đàn bà giống như tôi. Thế cơ đấy? Chắc chắn là như thế. Trời ơi, tôi đã nói cho anh đi lên, tại sao không còn đi lên, đứng đây làm gì nữa? Thì anh đứng đây anh chờ em mà. Trời ơi, chờ làm cái gì không biết à. Trời ơi, sao vậy ta? Tự nhiên sếp An Đông là nghỉ việc là sao? Trời đất ơi, anh khùng hả? Sao tự nhiên anh mở cái này anh đọc vậy? Cái này là chỉ thông tin nội bộ, chỉ có ban giám đốc được đọc thôi. Việc của anh là phân phát thư. Người tốt, người có tài, bỏ công ty đi hết. Còn lại nguyên một đám bất tài vô dụng không à. Tôi cũng phải viết đơn xin nghỉ việc luôn, để chứng tỏ tôi là người tài, người tốt. Phương Trinh đến chưa hả San? À, dạ, chưa thấy đến ạ. Còn Ninh Lâm? Dạ, cũng chưa đến luôn ạ. Hiểu. À, chào mọi người. Dạ, chào anh. Chào em gái. Thế nào, hôm nay có chuyện gì kinh khủng hay giật gân không hả em? Anh vào phòng của em đi rồi em sẽ nói cho anh biết. Bác Tuyết Mai cũng đang chờ anh ở trong đấy đấy. À thế à. Cô Phương Trinh này, chúng ta cứ thỏa thuận như thế nhá. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Ngày mai hoặc ngày mốt tôi sẽ mời cô đi ăn trưa. Tất nhiên là bằng xe của tôi, nếu như chúng ta đạt được thỏa thuận. Còn nếu không thì cô đi xe cô, tôi đi xe tôi. Thế nhá. Cậu à, mình biết là mình đi hơi muộn, nhưng khổ lỗi cái anh cha Lân Lâm kia cứ đòi đi nhờ xe, mà mình từ chối thì cũng không được. Đi nhờ xe của cậu á? Xe nào? Đây này, hắn đưa cho mình. Quà tặng? Thì nó là quà tặng cũng được, hoặc cũng gần như thế. Thôi, ngu thì cho chết. Đây này. Em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Mẹ của anh đang ở đây. Em với bác đã thảo luận với nhau về chuyện Huyền Diệu đòi bỏ đi.
và hai bác cháu đã đưa đến một thống nhất như thế này. Anh phải ở lại để nhận chức tổng giám đốc. Anh Đông, em biết là có thể khi anh nghe đề nghị này anh sẽ cảm thấy lố bịch và khó chịu. Nhưng đó là giải pháp duy nhất vào hiện nay. Sau tất cả những khó khăn, sau tất cả những bê bối đã xảy ra, anh vẫn luôn luôn ở lại công ty này, vẫn sát cánh ở bên Huyền Diệu để giải quyết mọi khó khăn chồng chất. Anh đã đàm phán được với các chủ nợ, với các ngân hàng để xin giãn nợ. Anh là người duy nhất hiểu rõ tình hình của SBBT để anh có thể đảm nhận chức tổng giám đốc khi Huyền Diệu bỏ đi. Bà Lan à, anh cảm ơn thiện chí của em. Nhưng điều đó là không thể được. Anh phải rời khỏi SBBT. Nhưng tại sao phải như vậy? Anh bỏ đi để đi theo cô ta? Không. Đáng lẽ anh phải đi trước kia kìa. Trước khi Quyền Diệu trở về đây. Trước khi mọi chuyện dở lỡ trong cuộc họp hội đồng quản trị. Đáng lẽ anh phải đi. Nhưng anh cố ở lại để dớt dắt danh dự. Và hy vọng rằng đóng góp một chút công sức của mình. Để sửa chữa những hậu quả mà anh gây ra. Tuy rằng danh dự anh chẳng lấy lại được gì cả. Nhưng ít nhất anh đã giúp đỡ cho Quyền Diệu, giúp đỡ cho công ty vượt qua được những tình trạng khó khăn. Công ty đã trả hết nợ nần. Bây giờ anh nghĩ rằng anh không còn việc gì làm ở công ty nữa hết. Anh phải đi. Anh Hân Thông, em xin anh. Anh đừng làm như vậy. Huyền Diệu dắp tâm bỏ công ty này khi công ty vẫn còn chưa đứng vững. Mọi thứ vẫn còn chao đảo. Chẳng lẽ anh cũng định làm như vậy hay sao? Em thừa biết mà Quyền Diệu ra đi là vì anh. Anh là nguyên nhân chính. Anh không muốn làm một chướng ngại vật cho Quyền Diệu nữa. Cô ấy cần có một cái không gian riêng thanh thản để làm tốt công việc của mình. Vấn đề là bây giờ em làm cách nào đó thuyết phục Quyền Diệu ở lại đây thêm một thời gian nữa để mọi việc làm sao nó ổn định. Đó là em làm cần làm, đừng thuyết phục anh nữa. Anh nghĩ rằng anh ở đây ngày nào, giây phút nào chỉ làm cho công ty thêm rối rắm thêm thôi. Em xin anh đừng làm như vậy. Hãy cứ để cho cô ta đi. Anh đừng vì mất cô ta mà anh cũng bỏ nốt quãng đời còn lại của anh vào trong vô ích. Sao anh không đấu tranh để anh giành lại những gì thuộc về anh? Sao anh không ở lại để anh có thể gần gũi với những người yêu anh và với gia đình của anh? Với những người đồng nghiệp đã yêu mến anh? Anh đừng để mọi việc trôi qua rồi sau đó hối hận sẽ giày vò. Anh hãy ở lại, bắt đầu làm lại cuộc đời của anh đi. Mà Lan à, anh không thể bắt đầu giống như trước đây được nữa. Mọi thứ nó đã thay đổi. Anh không còn là một An Đông mà em đã từng biết và từng yêu. Nếu quay trở lại con đường cũ, anh nghĩ rằng mình sẽ lừa dối mọi người. Anh không muốn sống một cuộc sống như vậy được nữa. Bây giờ mọi chuyện nó đã thay đổi hết rồi. Anh không còn cảm thấy hứng thú với danh lợi, với quyền lực mà anh cố gắng anh làm cho bằng được. Em hiểu không? Cho nên tốt nhất là anh phải đi. Anh sẽ đi ngay bây giờ. Thật ra thì anh định sau cuộc họp hội đồng quản trị anh mới đi. Nhưng mà nghĩ rằng ở lại đây chỉ thêm gây rắc rối cho Quyền Diệu mà thôi. Cho nên tốt nhất là đi bây giờ. Mời vào. Dạ, cái này của bác. Cái gì thế này? Của anh. Dạ, con không có khả năng ngoại cảm nên không đoán được trong đó là gì. Tốt nhất thì bác cứ việc đọc. Dạ, lo lắng trước đi là vừa. À, chào chị. Sao lại thế này hả trời? Anh Đông suy nghĩ như thế nào mà lại quyết định như thế này hả trời? Cuối cùng thì cái gì của Seja cũng trở về với Seja thôi bác ạ. Anh ấy bảo là anh ấy sẽ rời khỏi công ty trong ngày hôm nay. Khoan đã. Nhưng bác không hiểu. Tại sao lại hai người cùng từ chức một lúc là thế này? Ôi trời ơi. Họ muốn đào mồ chôn cái công ty này đấy. Trời ơi là trời. Họ phủi tay từ lâu rồi bác ạ. Không. Sao cháu lại nói như vậy? Cháu cũng thừa biết là công ty đang hoạt động và đang cải thiện cái rất là hiệu quả, đúng không nào?
ai cũng phải thừa nhận như thế. Công ty tự phục hồi là do nội lực của nó thôi, chứ còn họ chả có tài giỏi gì đâu. Chúng ta không cần phải mang ơn cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn làm việc ở đây nữa thì chúng ta sẽ bầu ra một tổng giám đốc mới. Có vậy thôi. Và trong mọi trường hợp thì cháu không cho phép An Đông trở về đây và điều hành công ty. Đối với An Đông như vậy là quá đủ rồi. Cháu chỉ tiếc là bác An Thi bây giờ không ở Việt Nam nữa. Mai Lan, anh tiến cử em làm tổng giám đốc. Em có dám đứng ra nhận trọng trách này không? Anh thừa biết là em không có tham vọng và năng lực về chuyện đó mà. Em chưa bao giờ muốn và cũng không có khả năng làm tốt trọng trách đấy đâu. Nhưng mà dù thế nào thì công ty vẫn phải có người quản lý, nhất là trong thời điểm hiện nay. Anh không muốn công ty trong một ngày mà không có người quản lý. Bác Tuyết Mai, như vậy là không ai có đủ khả năng giữ trọng trách này ngoài cháu ra phải không ạ? Vậy thì cháu sẽ sẵn sàng đứng ra nhận thử thách này. Thế này đi, chúng ta sẽ bảo cô Huyền Diệu bàn giao lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ cho cháu, để xem cô ta đưa cho cháu mớ giấy lộn nào. Cô ta đang chuẩn bị hồ sơ tài liệu để bàn giao đấy, và cô ta sẽ bàn giao trong cuộc họp ban giám đốc. Cuộc họp thì không quan trọng với anh. Cái anh cần là ngay bây giờ cơ, để anh có thể nắm toàn bộ thông tin chi tiết về SBBT. Thế nhá. Chào bác. Mai Lan ạ, Đăng Dương là anh trai con. Bác coi nó cũng như con đẻ của hai bác ấy. Nhưng thật tình, đối với con thì bác cũng chả giấu gì những ý nghĩ của bác đâu. Thật tình thì bác không muốn công ty rơi vào tay Đăng Dương. Con hiểu. Mà không hiểu rằng tại sao An Đông lại cứng đầu cứng cổ đi như thế nhá. Nó không biết rằng nó lại đẩy mọi người vào một bi kịch mới à? Hay là lại có chuyện gì xảy ra, con giấu bác phải không? Con nghĩ tốt nhất bác cứ đến nói chuyện trực tiếp với anh ấy đi ạ. Cô Phương Trinh. Dạ. Tôi muốn cô Huyền Diệu bàn giao tất cả hồ sơ sổ sách của SBBT cho tôi. Cô hãy liên hệ với cô ta và nói lại lời của tôi. Dạ vâng, em làm ngay đi ạ. À anh Đăng Dương, anh có biết là Huyền Diệu với An Đông sẽ rời đi trong ngày hôm nay không? Và anh sẽ là tổng giám đốc mới của công ty. Chắc là mọi chuyện sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay phải không anh? Việc đó đã được quyết định rồi. Tôi giữ vị trí tổng giám đốc. Tôi đợi cô ta trong phòng họp. Vâng, chúc mừng anh ạ. Này cô kia, cô nghe thấy không? Cô hãy đi báo với lại Huyền Diệu á, là anh Đăng Dương đang đợi cô ta trong phòng họp để bàn giao toàn bộ giấy tờ và sổ sách. Đi nhanh nhanh lên đi. Nghe nè Tóc nói, nếu như muốn trao đổi công việc á thì nói chuyện cho nghiêm túc, và đừng có lên mặt với tôi giống như là cô sắp bay lên mặt trăng như vậy. Cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được quyền ra lệnh hay lên mặt với tôi như vậy, nghe rõ chưa? Này cô kia, cà cuống chết đến đít rồi mà vẫn còn cay à? Hãy đi làm những gì tôi vừa mới nói đi, và mở mắt to ra xem sắp tới chuyện gì sẽ tiếp diễn. Ghê nhỉ, sắp sửa trở thành phó tổng giám đốc phụ trách giường chiếu rồi hả? Nếu như vậy thì cô càng lại phải nghe lời tôi, và cả các bạn cô cũng phải nghe luôn cả lời tôi. Bây giờ đã qua rồi cái thời dân chủ quá trớn, làm việc vô lối, vô tắc. Thôi bây giờ cô hãy đi gọi sếp cũ của cô đi, và nói lại tất cả những gì cô vừa mới nghe. Tiện thể lấy giùm tôi ly nước. Cảm ơn. Tôi sẽ làm mà không cần cô phải ra lệnh. Còn cô muốn uống loại nước gì? Nước trong toilet hay là nước ngoài cống? Tôi nói cho cô biết nhé, hôm nay là ngày cuối cùng cô có quyền được ăn nó một cách hàm hồ như vậy. Ngày mai á, thì lấy băng keo dán cái miệng lại. Nếu không á, nguyên một cái hàm răng của cô sẽ đi chỗ khác chơi đấy. Phương Trinh, có An Đông ở trong phòng không? Dạ, cháu chào bác. À, anh An Đông đang ở trong phòng đấy ạ. An Đông, hãy nói cho mẹ biết, con định phá tan cuộc sống của con như thế này à? Con nghĩ như thế nào mà lại viết đơn từ chức và đi du lịch một thời gian dài? Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ không thể nào hiểu được. Có gì đâu mà không hiểu mẹ. Con đang làm những việc mà đáng lẽ ra con phải làm khi buộc từ chức. Trong lần nói chuyện trước với mẹ, con cũng đã hứa là con sẽ ở cạnh Quyền Diệu
để cùng Quyền Diệu khắc phục tất cả những hậu quả mà do con gây ra. Con đã thực hiện đúng lời hứa, mở rộng hệ thống bán hàng. Bây giờ mọi việc của công ty nó đã ổn định rồi, con thấy mình không có còn việc gì phải làm ở đây nữa. Đúng, mẹ vẫn nhớ những lời hứa của con. Mẹ đánh giá cao những việc con đã làm trong thời gian qua. Nhưng những gì mà con làm trước đây thì không thể chấp nhận được, đến nỗi phải từ chức. Thì bây giờ việc con ra đi cũng không thể nào chấp nhận được. SBBT đang rất cần con, cần hơn lúc nào hết. Xin mẹ đừng trách con. Lời đề nghị của Mai Lan không có hợp lý. Con không muốn nhận chức tổng giám đốc nữa, bởi đơn giản con không đủ năng lực. Trước đây đã không, bây giờ càng không. Bây giờ con cảm thấy rất mệt mỏi và đuối sức. Con không còn cảm thấy hứng thú khi gặp Mai Lan một ngày không biết chuyện gì xảy ra, rồi phải phòng thủ đối phó với Đăng Dương như thế nào. Con nghĩ là mình phải đi ở đây. Con muốn thay đổi cuộc sống của mình. Có thể sau này khi con hồi phục sức khỏe và tinh thần con sẽ nghĩ lại, nhưng không phải là bây giờ mà. Thay vì bây giờ mà dành thời gian cho con nghĩ tốt nhất là mẹ hãy nên thuyết phục Quyền Diệu ở lại. Bởi vì SBBT cần Quyền Diệu hơn con. Nhưng mà điều đầu tiên để cho Quyền Diệu ở lại là con phải ra đi. Bởi vì cô ấy không muốn thấy con bất cứ một giây một phút nào ở công ty này hết. Theo mẹ hiểu, thì con rời bỏ SBBT chủ yếu là vì Huyền Diệu phải không? Con làm tất cả những việc này vì cô ta. Có nghĩa là con rất yêu. Và con sẵn sàng hy sinh tất cả. Cho dù là hy sinh cả cái sự nghiệp của mình, có đúng không? Vậy con có nghĩ cô ta có dám hy sinh vì con như thế không? Thế nào? Không nên đặt tình yêu trong sự trao đổi như vậy mẹ. Con chỉ làm những gì mà con cảm thấy trong lòng mình nó thanh thản thôi. Quyền Diệu đã tha thứ cho con, nhưng con biết trong lòng cô ấy vẫn còn vết thương rất sâu đậm, rất nặng nề. Cô ấy cũng đang rất đau khổ. Con nghĩ rằng đến một lúc nào đó vết thương lòng cô ấy nó đã lành lặn, thì tụi con có thể là bạn tốt của nhau. Mẹ thật không hiểu nổi tình yêu con dành cho cô ta. Mẹ thấy nó chả xứng đáng với con tí nào cả. Trong khi Mai Lan thì sẵn sàng làm tất cả vì con, vậy mà con lại ruồng rẫy nó. Vì sao vậy hả anh Đông? Mẹ, chuyện tình yêu chỉ có hai người mới hiểu. Con không thể trả lời câu hỏi này của mẹ, bởi vì chính con cũng không hiểu. Con chỉ biết rằng con yêu Quyền Diệu. Mặc dầu cô ấy không chấp nhận tình yêu của con, Mai Lan rất tốt với con, nhưng trái tim của con không còn dành cho Mai Lan nữa được mẹ à. Mẹ rất đau khổ vì chuyện này. Mai Lan thật sự là một cô gái tốt, là một người vợ lý tưởng cho con. Nhưng thôi, con đã nói như vậy thì mẹ cũng chẳng thể ép buộc. Mai Lan cũng hiểu rằng nó đã mất con vĩnh viễn. Giờ đây mẹ coi nó như con gái mình. Nhưng cho mẹ hỏi, nếu Huyền Diệu yêu con, tại sao cô ta không cho con một cơ hội? Con yêu cô ta đến phát điên phát dại, mọi người ở đây đều biết, riêng cô ta thì làm ngơ. Vậy mà là yêu à? Cô ấy không còn tin con nữa mẹ, sau tất cả những gì con làm đối với cô ấy. Nhưng sau những phản kháng đó, con hiểu ra, con ngộ ra và con đã thay đổi. Mẹ tin con đi, con trai của mẹ bây giờ trở thành một người tử tế hơn, sống đàng hoàng hơn. Chứ con không còn là một An Đông mà trước đây lúc nào cũng là người độc đoán, ngang tàn, kiêu hãnh. Sau tất cả những sóng gió vừa qua, Quyền Diệu đã lột xác. Con cũng mừng cho cô ấy. Con à, mẹ thấy con đang tự hành xác mình đấy. Nhưng thôi, con cứ làm những gì con muốn, nhưng miễn đừng tự hủy hoại cuộc sống của mình. Hãy luôn nhớ rằng mẹ lúc nào cũng ở bên con khi con cần. Mẹ vẫn luôn cảm thông và an ủi con mỗi khi con mệt mỏi, cần một chỗ nghỉ ngơi và nương tựa. Mẹ lúc nào cũng ở bên con
như khi con còn bé dại. Hãy gọi mẹ khi con cần, nhớ chưa? Anh ấy đã nói gì hả bác? Rằng nó sẽ đi. Bác lo lắm. Huyền Diệu đang giết chết nó bằng sự nghi ngờ của cô ta. Nếu tất cả những điều mà An Đông nói là đúng sự thật, thì có lẽ nên để cho nó đi. Như thế sẽ tốt hơn nhiều. Bác rất xót xa khi nãy nó cứ đau khổ dằn vặt nếu nó còn ở đây. May ra đến một không gian mới, nó sẽ bình tâm lại chăng? Thế chuyện gì sẽ xảy ra với công ty này nếu như anh Đăng Dương lên làm giám đốc? Thì nó sẽ làm những gì nó sắp tâm làm trong thời gian mà An Đông nắm quyền. Còn bác thì bây giờ chỉ biết ngày đêm lo lắng cho công ty thôi, mà chả biết làm thế nào được nữa. Đăng Dương thì có khác gì An Đông trước đây đâu. Cũng hiếu thắng, cũng đầy tham vọng. Rồi không biết SBBT sẽ đi về đâu nữa. Mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Anh Đăng Dương là anh trai của con cho nên con rất hiểu. Anh ấy không những độc đoán, hiếu thắng và đầy tham vọng, mà anh ấy còn rất ích kỷ và lạnh lùng. Rồi cái công ty này sẽ sớm sụp đổ trong ngày 1, ngày 2 thôi bác ạ. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao. Giống như là hai vì sao đến đêm cũng sáng thôi, có bao giờ xa được nhau vẫn không gần sẵn đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi, người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.